Vượt qua cầu treo Con Clo, đi tầm 3 km sẽ đến với làng du lịch cộng đồng Con Cơ Tu, xã Đắc Rơ Va, thành phố Kon Tum. Làng Con Cơ Tu nằm dọc theo con sông Đắc La, hiền hòa và thơ mộng. Hiện nay, dân số của làng khoảng 760 người với hơn 140 hộ, trong đó có 138 hộ, 736 khẩu là đồng bào dân tộc Ba Na sinh sống. Làng Con Cơ Tu được xem là làng cổ nhất trên địa bàn thành phố Kon Tum. Làng còn giữ lại nét kiến trúc nguyên bản ngày xưa của người Ba Na. Tỷ lệ nhà sàn truyền thống chiếm trên 50%. Các ngôi nhà sàn được xây dựng xung quanh nhà rông. Nhà rông á, là có mỗi làng dân tộc trước đây thì là làng Con Cơ Tu thì nhất á là làm nhà rông, và được truyền thông qua nhà rông á thì tập anh em thanh niên tập trung ngồi tại đó, bất cứ sự cố gì trong làng xảy ra hoặc là cái gì cọp hoặc là vào làng ăn thịt rừng, thịt heo nhà gì đó, mà ông thanh niên xua đuổi, hoặc là có sự cố gì trong làng không gặp may mắn gì đó, cháy nhà hoặc bất cứ cái gì đó, nhờ mấy ông thanh niên tập trung chạy nhà rong á là cứu giúp. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng làng Con Cơ Tu vẫn giữ vững nét văn hóa cho riêng mình. Người dân nơi đây vẫn hàng ngày lên rừng làm nương, phụ nữ trong làng thì dệt vải, đàn ông thì đan gùi. Thời gian rảnh rỗi thì họ cùng nhau tập cồng chiêng, múa xoang, hát dân ca. Với họ, đó là niềm vui và cũng chính là giữ gìn nét văn hóa truyền thống lại cho thế hệ mai sau. Để làng du lịch cộng đồng Con Cơ Tu phát triển bền vững, những năm gần đây, Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rơ Va đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn như dạy đánh cồng chiêng, múa xoang, lớp chế biến rượu ghè, lớp dạy nấu ăn, lớp kinh doanh homestay, lớp dệt thổ cẩm. Từ khi mà triển khai cái làng du lịch cộng đồng thì ban nhân cũng như là ban nhân thôn và chi bộ thôn cũng đã tổ chức rất là nhiều lần về cái công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân, để bà con nhân dân nhận thức rõ hơn và đầy đủ hơn để mà làm cái du lịch cộng đồng, để mang cái hiệu quả cho cái bà con, để bà con bớt được những cái khó khăn về sau này. Đến nay nhận thức của bà con cũng đã được nâng lên và bà con đã biết và tự giác làm những cái homestay để mà phục vụ cho khách du lịch, để mà phát triển kinh tế cho hộ gia đình. Đến với làng Con Cơ Tu, ngoài việc cảm nhận được sự mến khách, được tận mắt chứng kiến những ngôi nhà sàn cổ còn lưu giữ lại trong cộng đồng, du khách còn được nghe kể những câu chuyện từ xa xưa, những âm thanh vang vọng đại ngàn từ những nhạc cụ truyền thống, để họ hiểu và cảm nhận rõ hơn về mảnh đất và con người nơi đây. Tất nhiên là nó có mỗi cái có một cái sắc thái nó khác nhau. Như ở dưới miền Tây mình á, thì nghe của người Khmer, thì đây là lên đây thì nghe của đồng bào trên đây thì nó có những cái âm điệu và tiết tấu nó lại khác nhau một tí. Mặc dù là mình cũng không hiểu nhiều, nhưng mà rất hay. Nghe cái điệu á, nó thăng trầm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của du khách, hình thức lưu trú tại nhà dân, homestay, được các gia đình người Ba Na ở làng Con Cơ Tu đầu tư và đưa vào hoạt động, đã thu hút đáng kể du khách đến lưu trú. Ngoài việc trải nghiệm cuộc sống, du khách còn được thưởng thức các món ăn, thức uống, đặc trưng, mang phong cách riêng của người Ba Na. Hôm tay em cùng nấu lại nếp cẩm với lại gạo lứt, nên nhiều du khách đến đây là họ rất là thích uống, họ khen ngon và là dễ uống. Men lá ở đây họ tự làm, họ lấy cái vỏ cây ở chân rừng xong rồi giã vắt lấy nước và giã nát với lại gạo nương trắng của mình, xong rồi bỏ thêm ớt rồi xong rồi họ sẽ giã nhuyễn, xong rồi nặn ra từng viên nhỏ, họ sẽ phơi khô. Theo số liệu thống kê, mỗi năm có khoảng 5.000 lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm tại làng du lịch cộng đồng Con Cơ Tu, trong đó có khoảng 500 khách quốc tế.
với người Ba Na ở làng Con Cơ Tu khi có du khách đến tham quan tìm hiểu về văn hóa chính là niềm tự hào và tiếp thêm động lực để họ tiếp tục giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc cho thế hệ mai sau.